Danh hài Vân Sơn tiết lộ chuyện tình yêu không thành với Ý Lan. Nhớ lại kỷ niệm với nữ ca sĩ Ý Lan, danh hài Vân Sơn cho biết, năm 1990, Vân Sơn mới sang Mỹ chưa lâu, được bạn bè rủ đi chơi vũ trường Ritz, một tụ điểm giải trí nổi tiếng thời bấy giờ, trong một hộp đêm âm nhạc. Vân Sơn đã bị tiếng hát của một nữ ca sĩ trẻ mê hoặc, giọng hát mượt mà, trong trẻo trầm bồng của cô gái, đã làm lay động trái tim chàng nghệ sĩ trẻ. Về đến nhà, tôi cứ nôn nao, chập chờn theo tiếng hát ấy suốt không ngủ được. Danh hài Vân Sơn ngập ngừng kể lại, sau này qua quá trình tìm hiểu người thân, Vân Sơn mới biết nàng là ca sĩ tên Ý Lan, con gái của nữ danh ca Thái Thanh và tài tử điện ảnh Lê Quỳnh. Vì vậy, khi thành lập trung tâm Vân Sơn, Ý Lan đã trở thành một trong những ca sĩ không thể thiếu trong chương trình. Mỗi lần đi lưu diễn, Vân Sơn luôn mời Ý Lan cùng tham gia. Cũng nhờ vậy, cả hai có nhiều cơ hội gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ với nhau nhiều chuyện vui buồn trong đời và trong nghề. Ở làng nhạc hải ngoại, Ý Lan là một biểu tượng của tài năng và đam mê âm nhạc không biên giới. Với giọng hát trong trẻo, tình cảm và khả năng thể hiện đa dạng, Ý Lan đã chinh phục được hàng triệu trái tim người hâm mộ trên khắp thế giới, để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử âm nhạc Việt. Không chỉ nổi tiếng với khả năng trình diễn các ca khúc ballad tình cảm, Ý Lan còn cho thấy sự đa dạng trong phong cách âm nhạc của mình bằng cách thử sức với nhiều thể loại nhạc khác nhau, từ nhạc trữ tình, nhạc pop đến những bản hit nhạc dance sôi động. Cô luôn biết cách thích nghi với xu hướng âm nhạc, thay đổi để duy trì sự hấp dẫn và tạo sự mới mẻ cho người nghe. Với hơn 3 thập kỷ hoạt động trong ngành âm nhạc, Ý Lan đã ghi dấu ấn vững chắc trong lòng người hâm mộ bằng loạt bài hit nổi tiếng. Sự kết hợp giữa giọng hát vút cao, nhiều biểu cảm liêu trai, sang chảnh, đẳng cấp và khả năng thể hiện sâu lắng đã khiến Vân Sơn nhiều lần nói đây là người phụ nữ hát và diễn tốt nhất mà tôi từng biết. Mới đây, khi biết Ý Lan có chuyến lưu diễn ở Việt Nam và khu vực châu Á, danh hài Vân Sơn đã nhanh chóng gặp ngài thần tượng mà anh từng mê đắm. Để mời hát tại nhà hát The V-Show ở số 147 Cách Mạng Tháng 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, rạp hát Nam Quang cũ. Để thỏa niềm mong ước của khán giả Việt Nam và thực hiện được ước mơ của chủ nhân Vân Sơn. Thực ra, ban đầu danh hài Vân Sơn chỉ định làm một đêm thứ 6 vào ngày 15 tháng 9. Tuy nhiên, số ghế của nhà hát The V-Show có hạn mà sức hút của Ý Lan thì quá lớn nên số lượng vé show đầu tiên sắp hết. Vì vậy, Vân Sơn quyết định làm thêm đêm thứ 7 vào ngày 23 tháng 9 để đáp ứng nhu cầu của khán giả. Đây là một tin vui đối với những người yêu mến giọng ca Ý Lan. Hai đêm nhạc tại The V-Show sẽ là dịp để khán giả được thưởng thức giọng hát và tài năng của nữ ca sĩ tài hoa này, đồng thời nghe hai nhân vật cùng thủ thỉ những câu chuyện hoa tím ngày xưa. Và bí mật cuộc tình đơn phương của danh hài Vân Sơn, ca sĩ Ý Lan trải qua những cung bậc cảm xúc như thế nào? Anh đã phải từng đau khổ ra sao? Sẽ được hai nhân vật chính bật mí trong cuộc hội ngộ nơi quê nhà qua hai đêm đại tiệc âm nhạc hứa hẹn đầy ấn tượng bất ngờ tại nhà hát The V-Show.